Ngày trước, thường nghe bà nói về một nơi gọi là thiên đường. Bà nói ở đó, con người chỉ sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Rồi không biết từ bao giờ, em đã nuôi lớn một ước mơ, biến thế giới xung quanh mình như thiên đường. Không có đau khổ, chỉ có hạnh phúc và tiếng cười. Chỉ cần có được nụ cười của mọi người, em nguyện đánh đổi mọi thứ của bản thân mình. Hình như vũ trụ đã nghe được lời nguyện cầu của em. Mọi người xung quanh em đã bắt đầu học cách cười. Anh cười đi. Lúc này người ta đang suy nghĩ để làm giàu, còn em ở đây thì nghĩ cho người khác. Vậy là anh chưa học qua ba cách kinh doanh để làm giàu: làm miệng cười, cho đi và tha thứ. Vài bữa ra tặng anh. Ngỡ rằng cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, lý tưởng cứ đơn giản như vậy trở thành hiện thực, cho đến khi bất hạnh xảy ra, sự thật phũ phàng. Lý tưởng của em bỗng chốc trở thành thứ ngăn cản, chống đối, bắt em phải lựa chọn giữa được và mất. Để rồi mâu thuẫn, nghi ngờ, chia ly, đau khổ. Cuối cùng là ân hận, nhung nhớ. Thiên đường đã đổi, nhật nguyệt đã thay, nhân sinh một kiếp hóa tro tàn, mộng sắc vô vàng hóa hư vô. Chào Tùng một chút. Tùng không muốn cho anh Dương với chị Nhi nhìn thấy.
Thanh Ninh. Nói không? Tôi chụp lại làm bằng chứng. Quyển sách này là của Tùng. Thank you.
Em làm gì mặc nguyên cây đan vậy? Áo sơ mi trắng của em đâu? Đi tiệc mà mặc gì không được. Áo sơ mi trắng nhăn rồi, có ai ủi đâu. Thì em cũng phải ủi mà mặc chứ. Thôi kệ đi, ai mà để ý đâu. Em thay ra đi, không mặc vậy được đâu. Em phải học ủi đồ đi, cái này dễ mà. Thôi em không học đâu, cái này khó lắm. Chẳng lẽ em định không mặc áo sơ mi cả đời? Thì em mặc áo nào mà không cần ủi. Hoặc là sau này em cứ vợ biết ủi đồ là được rồi. Không có ỷ lại vào người khác. Lỡ sau này không có chị mà lúc đấy em chưa lấy vợ thì sao? Sao mà xảy ra chuyện đó được? Em lấy vợ rồi chị mới được lấy chồng chứ. Thank you.
không uống trà. Anh nói thêm một chữ nữa là cái lưỡi anh bị đau hả? Không cần, không muốn, không thích, không làm, không uống trà. Thêm một chữ anh nữa không được hả? Bây giờ một là anh tự lấy uống, còn hai là em đặt xuống bàn xong rồi anh tự lấy uống. Có khác cái gì đâu? Khác chứ sao không khác. Cái thứ nhất là anh tôn trọng người đưa, còn cái thứ hai là anh xem thường. Hơi bị đẹp. Lát em nhớ ăn cơm cho mẹ nha. Dạ. Lấy xe chở chị đi làm. Để anh chở em đi làm cho. Anh chở bằng xe gì? Xe hai cẳng hả? Nhà này còn chiếc xe nào đâu. Chở tôi đi làm. Vô cho anh mượn bộ đồ thay ra nha. Không cần. Anh vừa đứng lên là em nghe mùi luôn đó. Rồi giờ anh tính sao? Người ta đi xe máy, còn anh đi bộ. Anh nhắm kịp không? Để em chở anh đi nha. Em thì có xe rồi đó, chỉ có anh là không có thôi. Chứ xe em luôn để ở nhà mà. Vậy sao nãy em không chở Nhi đi làm? Lúc nãy em đã kịp nói đâu. Anh và nói với em còn gì? Anh đi không?
Nay con có chút việc, chú cho con xin nghỉ một hôm nha. Kẻ ngoài cuộc sẽ nhìn yêu thương thành muôn màu muôn vẻ, đôi lúc sẽ không còn nhìn ra đó là yêu thương nữa, mà họ sẽ chỉ thấy người nhận được quá nhiều yêu thương đã không xem đó là tình yêu thương nữa, mà xem đó như một thói quen. Người cho đi yêu thương một cách mù quáng, vô điều kiện, đã biến yêu thương đó thành một loại trách nhiệm phải làm đối với họ. Sau này nhớ mặc đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Khi nào áo nhăn thì nhớ kêu chị. Em đi nha chị Nhi. Người yêu thương quá nhiều càng không toan tính và mong nhận lại. Vô tình đã xem nó như một phần cuộc sống của mình, không thể thiếu được. Người thì sống với chấp niệm của mình, chỉ trao yêu thương khi nhìn thấy ở đó có hình bóng của cố nhân. Để rồi yêu thương đó lại vô tình biến thành sự thế thân. Em đồng ý cho chị làm chị dâu của em, chứ không phải làm hàng xóm. Nhật ký em viết cho riêng mình em, lời hứa em giữ cho mình tự tin, hạnh phúc em gửi theo bao lời ca, nụ cười mỉm em muốn con tim tự do. Thời gian tàn phai đi bao xương sống, không ai đợi ai tìm thấy được mình. Những hy vọng hiện tại có khi là cơn mộng du. Nhành hoa nào rơi bên hiên di chúc em biên còn vương. Cùng tháng năm dài viết cho người ở lại chính em, trong em thấy và khi màn đêm có gió bên gối em, tôi lẻ loi cũng như nghi ngờ phải chăng từng sự thật xót xa là do nhiều. Cầu mong một mai hoa tươi kia nở, em bay thật xa tựa cánh chim trời. Những ngày dài cuộc đời sẽ như là cơn mộng trôi. Những ngày dài cuộc đời sẽ như là cơn mộng.